Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát được tình hình dịch COVID-19. Các hoạt động đã dần trở về trạng thái bình thường như trước. Song không chủ quan lơ là, từ các cơ sở kinh doanh ăn uống cho đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thì đều đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch khi hoạt động, nhất là thông điệp 5K để chung sống an toàn với dịch bệnh. Từ khi cho hàng quán mở bán tại chỗ trở lại, đã thu hút lượng lớn người dân có nhu cầu ăn uống bên ngoài đến. Ghi nhận tại các hàng quán trên địa bàn thành phố, hầu hết đều có phương án phòng chống dịch. Trong đó, với việc quét mã QR code cho khách hàng, thì ban đầu là các hàng quán còn khó khăn trong việc quét mã này. Tuy nhiên, được cán bộ chuyên trách tại địa phương tăng cường hướng dẫn, nên bây giờ thao tác nhanh và dễ dàng hơn. Khách hàng cũng phối hợp thực hiện theo quy định. Bên em chỉ bố trí cho 50% nhân viên, phục vụ cho 50% khách ngồi tại quán và yêu cầu khách quét mã QR code khi vào quán. Bố trí những dụng cụ như là bình dung dịch vệ sinh để sát khuẩn tay khi ra vào quán. Còn tại các khách sạn trên địa bàn, hiện chưa có khách quốc tế nên các cơ sở dịch vụ lưu trú này chủ yếu tập trung vào lượng khách nội địa, nhất là khách tại thành phố. Xác định việc đảm bảo an toàn cho khách là nhiệm vụ hàng đầu trong thời điểm này, nên các khách sạn đều chủ động phòng chống dịch để khách an tâm khi đến khách sạn sử dụng các dịch vụ. Đã đi qua đợt dịch 1, 2, 3 và đợt này là đợt thứ 4, thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo 5K theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đưa ra trong tất cả các mùa dịch. Thì tất cả các khu vực của khách sạn, từ phòng ở đến khu hội nghị và các khu vực, các outlet thì chúng tôi đều trang bị đủ tiêu chuẩn 5K. Trong giai đoạn hiện nay, các cơ sở kinh doanh mở lại, song hành thì còn nhiều mối nguy cơ tiềm ẩn nếu không kiểm soát tốt. Vì vậy, mỗi cơ sở phải tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất là chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để việc hoạt động đảm bảo an toàn bền vững, góp phần giúp thành phố thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.